Chị bên kia với lại quý vị khán giả thì em là bạn của Tiệp Nhi. Tiệp Nhi nó cũng cô gái rất là dịu dàng nhưng mà cũng sẽ có một số nét cục xúc. Tiệp Nhi sẽ thích một bạn nam hề hước một chút, lắng nghe bạn một chút, tại vì nhiều khi bạn cũng nói cũng nhiều, sẽ đặc biệt thích những cái người mà thích nghe bạn hát. Em xin phép hỏi một xíu anh ghế xanh, em cũng chia sẻ thêm là bạn của em á rất là thích sự rốt rẽn, cái gì cũng muốn liền 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 liền. Khi em nghe mình hơi có một cái xíu cái sự delay nhẹ. Anh xin tính chính là cái delay đó của anh, đó là những cái vụn vặt hàng ngày thôi, còn những cái kế hoạch lớn dành cho một người mình quan trọng á, anh sẽ luôn đúng giờ. Nhưng mà nãy bạn em á nói em cục súc là sao? Dạ em vậu nhẹ thôi anh. Quậu là thế nào? Dạ không nói. Không nói có gì đâu cục súc. Cái đó cũng là một phần cục Một súc thể loại chị, cục súc. cũng một thể loại cục súc, bởi vì em cũng Binh quá à. Thôi bây giờ cục súc gì tính sao bây giờ, nói hát đi Nhi. Tại vì bạn em nói em thích mọi người nghe em hát. Vỗ tay. dạ vậy em xin phép hát một vài câu, một đoạn nhỏ thôi nha. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa, dẫu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, vậy thôi ta đành kết thúc êm đềm. Tình yêu như là gió thoáng qua thêm, người hãy quên em đi. Mọi người rất chăm chú nghe em hát. Rồi, em đó tài. Em được cái là em đọc rap nó ổn hơn, giờ nó Ok. gần gần như Rồi, nói đó. hay quá. Ok. Nhưng mà Đúng cái quan rồi. trọng nhất là em không được lời. Trời ơi, mình bắn đại đi. Em nhớ được khoảng tầm 4 câu đầu trong cái bài phiêu lưu ký của anh Dĩ Trác. Lồng lanh lấp lánh kiều sa, lông bào châu báu thiêu hoa, sưng hùng sưng bá nghe vàng trái ló. Em quên Lại câu thứ tư hai rồi, tiếp ba luôn. Vô. Lồng lành lấp lánh kiều sa. Em làm lại ba câu thôi nha. Ok. Rồi. Lồng lành lấp lánh kiều sa, lông bào châu báu thiêu hoa, ngai vàng trôi lá. Tình em quên nữa. Duyên quá. Em có một cái yếu điểm là em hay quên nữa. Thuộc được mấy câu? Hai câu rưỡi. Hai câu rưỡi chứ không được ba nữa. Thôi cúp dẹp cái nhỏ nhà trai luôn đi. Bây giờ em ngồi gái ngồi ghế đỏ, em làm lại đi em. Cứu nó đi em ơi. Em sợ em cũng giống ảnh quá. Không có sao, em đừng đọc rap. Em không đừng đọc không rap. Em không đọc rap thì em cũng quên lời giống ảnh luôn. Em thấy sự đồng cảm rồi chị ạ. Em im đi. Dạ, nếu như em có hát sai lời thì em mong là tác giả thông cảm. Thấy người ta tinh tế không? Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làng mây bay đã yêu tóc em. Thẹn nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bây giờ tan trường. Dạ em thuộc tới đó thôi. Ê, chết cha rồi, nhà trai tôi lép vế về trời trời. Hai cô gái hát hay quá. Em làm gì vậy em? Em vẫn đáp lại bên kia, em hát được. Đừng làm chị mất mặt nữa nha. Rồi. Chứ thằng Tài nó làm chị lên thanh xong rồi đó. Được không? Đã được. Em xin thể hiện bài hát là Chuyện của mùa đông, mà em cũng thuộc mỗi khúc đầu thôi. Một sáng thức dậy, nhìn thấy em bên mình, thấy em ngủ vui trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh, kì nắng lên rồi, buổi sáng in vui trong tiếng nhạc, có bao giờ đông ngọt ngào đến thế, mùa đông dịu dàng đến thế, lắng nghe tin em khẽ cười. Wow, phiêu ghê ha. Thôi được rồi, cũng lấy lại phong độ rồi. Hỏi nhà gái, còn hai bạn bây giờ là mình đi theo ủng hộ bạn ghế đỏ đúng không? Bây giờ bạn mình cho Thảo, ý kiến bạn Thảo nè. anh Thảo nè, ý kiến hai chàng trai của tôi nè. Dạ em chào các anh chị trong trường quay. Em là Huỳnh, em là em đồng nghiệp của chị Thảo. Về hai chàng trai thì em thấy là mỗi một anh cũng có một cái điểm thú vị riêng, nhưng mà em muốn hỏi anh ghế đỏ
là cái nghề MC là mình cũng phải chạy show nhiều đúng không anh? Thì em không biết là anh có thể dành thời gian được cho bạn gái của anh nhiều không? Chắc chắn được. Với hình ảnh từ nhỏ của mình không được gần gia đình, không được tình cảm với nhau lắm, nên là mới suy nghĩ rằng à, sau này mình phải sắp xếp được thời gian cho gia đình. Cái thứ hai nữa, từ 2017 là tập thói quen là mỗi tháng đều phải về nhà một lần để kết nối lại với gia đình. Ý mốt có bạn gái là một tháng sẽ gặp mặt một hai lần đi chơi. Nhiều hơn được không anh? Có một hai lần thôi hả? Không, mục đích là một tuần phải gặp hai ba lần. Ba mẹ thì một tháng gặp một hai lần, còn bạn gái tuần gặp một hai lần. Có hiếu lắm. Rồi em gái muốn hỏi gì kìa, hỏi đi cưng. Em cũng có một câu hỏi cho anh ghế đỏ luôn. Cái tuyếp người phụ nữ lý tưởng của anh ấy là một tuần sẽ nấu cơm, ăn cơm ở nhà ít nhất là 3 lần. Vậy thì cho em hỏi là đấy có phải là một điều anh có thể thỏa hiệp được không? À, anh có nói trong cái quan điểm của anh đó chính là quan trọng là được ăn cơm cùng nhau, chứ không phải là bắt cô kia nấu cơm. Vậy có nghĩa là anh nấu á? Anh nấu, anh vô bếp nấu cơm cho gia đình ăn được. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ là mở cửa trái tim cho các bạn gặp gỡ nhau, được chưa? Mở cửa trái tim. Tèn 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 tèn. Cửa trái tim đi nào. Wow. Có điện gì bắn chưa? Bắn đi. Điện âm ỉ trong đây rồi chị. Âm ỉ hả? Dạ. Trời ơi, sao đứng hình luôn vậy? Muốn làm gì làm đi. Ai chứ mình làm... sân khấu đây là của em đó. Là tặng đúng người hả chị? Ủa em muốn tặng ai em tặng chứ, tự nhiên tùy theo cảm xúc của em. À, trước tiên thì cái món quà này là cái thói quen tại hay tặng quà cho người thân á, người quen là đa phần là thích tặng sách nhiều hơn chứ không có ít tặng hoa đồ thế này cái kia lắm. Có một cái hai cái từ mà tại rất thính cho thích trong cuộc sống. Thứ nhất là từ đáng giá và từ đắt giá. Thì hôm nay em tặng cái món quà đó là một quyển sách tên là Bạn đắt giá bao nhiêu. À, này tại xin phép tặng bạn. Em có thể làm cái dáng hình nền nó được cho anh coi được không? Báo giá luôn nè. Một tay đúng không? Đó. Rồi đó được. Rồi đây nè, em chặn trực tiếp luôn đi. Rồi báo giá luôn nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thật ra thì cuốn sách này đã có một người ngồi ở trước kia đã tặng cho em và em đã đọc rồi. Dạ, và em rất thích cuốn sách này. Như em nói thêm một điều nữa, mỗi thời điểm đọc nó sẽ khác nhau, trải nghiệm khác nhau. Ừ. Lành đúng không? Và tặng quà xong chưa? Dạ rồi. Không vừa về chỗ. Để người này khác nữa. Đó, không cần nói nhiều. Trước tiên thì anh không phải một người hoa. Thì anh nghĩ là trong cuộc sống á, em sẽ có những cái stress hoặc là những cái khó khăn trong cuộc sống. Thì anh nghĩ là bó hoa này nó sẽ làm em thoải mái hơn, dễ chịu hơn để mình tiếp tục cuộc sống này nhé. Dạ, bó hoa này sẽ làm em béo phì. Lần đầu tiên gặp mặt nhau thấy như thế nào? Khi em stress em sẽ làm gì? Dạ, khi mà em stress á, thường em sẽ kể với mẹ, kể với bạn bè, kể với nhiều người nhất có thể. Hôm nay có anh được không? Yeah. Anh cũng rất thích nghe người khác nói chuyện. Em thích là mình có một cái không gian riêng để mình tự chữa lành cho mình ở bên trong. Mình tự anh suy rất... nghĩ lại những cái căng thẳng của mình anh đã qua. Anh sẽ tôn trọng những cái khoảnh khắc riêng tư của em. Mày rất quyết tâm ha. Ê, tính ra này nó cũng lanh quá ha. Quyết tâm. Nếu mà để bạn nữ là phải biết tên. Bạn này tên gì? Như gì ạ? Trời, hay. Đúng không nè? Đó, vậy là có chứ bộ. Cảm nhận của Tài. Ừ. Bạn học võ gì vậy? Ngọc Bobby Nam. Ủa, hẹn hò hay là hẹn nhau quýnh lộn vậy? Mấy bạn ơi, mình có lộn chương trình không? Bạn nghĩ sao về mình? Vậy thì tại sao bạn không nghĩ sao về mình? Mình đang hỏi trước mà. Nhưng con gái có quyền được hỏi ngược lại. Chị từng kêu cầu em hỏi đúng không? Em không chịu hỏi trước. Thấy căng căng nữa rồi đó, cãi lộn nữa kìa. Quýnh lộn. Hôm nãy hỏi gì quên ta? Ý là quên cái câu đó rồi. Cảm nhận. Cảm nhận sao vậy em? Không có tâm gì hết. Cảm nhận của anh về em hả? Về cái chiều cao thì ok, ngoại hình dễ nhìn, da sáng, gương mặt này em để ý thì hơi góc cạnh xíu, tức là em nghĩ là bên trong cũng khá là đanh đá. Em thích kiểu vậy đó. Em thích kiểu vậy đó. Trước tiên thì mình thấy là Tài cũng rất là dễ thương, vui vẻ, hoạt bát, cũng chịu nhường mình. À, đồng thời thì mình cũng rất là trân trọng khi mà Tài nói là Tài thích những cái hoạt động từ thiện. Đối với mình thì mình cũng rất thích những hoạt động đó. Và về gia đình thì đúng là mình cũng rất là muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Ủa, nhớ cái vụ mà mối tình đầu đó, rồi mình kêu mày tao, rồi sau đó cái mình kêu bạn tôi tên, sau đó mình kêu anh em. Mà hình như Tài nó lớn hơn em, sao em kêu bằng tên, không kêu bằng anh vậy?
Dạ tại nhìn thấy xem thôi. Có đâu, tao lớn tuổi hơn. Không, mặt em trẻ chị. Ví dụ tao bằng anh đi. Mà em cũng khoái với kiểu mà kêu người tao. Ok kệ em đi, tôi bình dựng em đó. Ôi, hai này thiệt luôn á. Đâu, quan điểm về hôn nhân em như thế nào? Quan điểm của em á, hôn nhân là một cái gì đó rất là thiêng liêng. Nên em sẽ kết hôn khi mà em đúng người, chứ sẽ không kết hôn vì mình đến tuổi phải kết hôn. Và em là một người hướng về gia đình nhiều. Em nghĩ về cái tài chính trong gia đình thì ai sẽ là người quản lý? Nếu ai quản lý tốt thì người đó quản lý. Nhưng mà em vẫn muốn một bạn nữ. Em nghĩ là khi mình lấy vợ là mình có quỷ đen không? Dạ, cái đó thì cũng tùy. Tùy cái gì? Tùy là mỗi tháng bạn nữ cho mình bao nhiêu. Em hỏi thử đi. Em nghĩ bao nhiêu là đủ? Dạ, em nghĩ là không nên có tiền riêng. Em sẽ lo tất cả mọi thứ, từ ăn sáng, ăn ở nhà. Em có thể chuẩn bị cơm cho anh đem lên công ty. Không có một khoản riêng nào luôn em à. Em nhắm về em sống nổi không Đạt? Em rất thủ đoạn kìa. Chứ em phải em bê tông cốt thép, dạng như là khuôn khổ này đâu. Em đôi khi em phải có một cái những cái hầm rồi. Vậy là có quỷ đen. Cái chuyện đó chị... Trời ơi. Nhưng mà em đồng ý. Đồng ý gì? Em đồng ý là người đàn ông phải có quỷ đen. Tại sao? Tại sao? Tại vì ví dụ như những dịp lễ chẳng lẽ ảnh không thể nào tặng quà cho em, tại nên ảnh đưa hết tiền cho em rồi. Em không thích cái người nào mà tự nhiên chuyển tiền em tự đi mua đi không. Em thích là người đó phải chủ động. Khó ha, thấy chưa, đàn phụ nữ khó lắm. Nói về những ngày lễ vậy á thì em thích tự mua quà cho em hơn. Bản thân em biết là mình thích cái gì. Và em nghĩ là em vui là cái món quà tốt nhất cho cái người đó. Hay quá. Ôi rồi bây giờ giả tỷ ra đường rồi nó gặp bạn gặp bè rồi này kia rồi coi như là cái gì cũng phải về xin em hết trơn hả? Em nghĩ là ảnh là một người tốt á, anh sẽ có những mối quan hệ tốt. Là không cần tiền phải không? Dạ đúng rồi. Rồi. Sao cưng? Với cái nghề của mình nè, đi ra ngoài nhiều, giao thiệp nhiều, cần mua quần mua áo là được. Bây giờ vợ không cho đồng bạc nào, em thấy sống sao? Em thấy ổn không? Căng hả chị? Căng hả? Nhưng mà với vấn đề tài chính của em á, em được cái là em có thói quen là em sẽ kiếm cách để kiếm nhiều nguồn. Ví dụ như lương MC đó cầm gì thì cầm đi. Còn cái lương. Tại vì em có nhiều cái nguồn cách kiếm tiền khác. Tại vì thực sự ra ví dụ như giờ em đi công việc đó, mối hệ em thì người yêu đâu có biết được đâu. Lúc đó tôi đi làm công việc. Thì vậy là gọi là quỷ đen ơi. Nó còn không chịu nữa là có quỷ đen đúng không? Hỏi có nhiêu trong túi vậy vẫn công khai có nhiêu túi. Ở đâu tiền ra nhiều vậy ở kiếm nhiều nguồn. Vậy là cái này nguồn này là anh đưa em, còn nguồn này là để anh chi tiêu phải không? Dạ đúng rồi. Thấy vậy được không em? Dạ Thảo. Dạ được. Nhưng mà đều phải cân bằng nha. Cái đưa cho mình nó phải cao hơn cái riêng, nguồn riêng nha. Theo em là bao nhiêu là cái phần trăm bao nhiêu 82 chị. Chị nghĩ cũng phải nhã cho nó, không ấy cho nó một đi em chín nó một. Chứ vậy tội nghiệp mà em chị lắm em. Tự nhiên em xiết hết trơn, nó bể bánh xe nó phải xin tiền em. Nó phải gọi phải tham em ơi anh bể bánh xe chỗ này nè. Dù quần áo em có lo quần áo dạ, cho đương nhiên không? Em lo chứ ạ. Dớ đồ. Dạ. Mà biết chồng mình thích màu gì không nữa, ai biết nữa. Dạ anh thích em thì em thích là anh phải thích. Wow wow wow. Là cái khúc đó là chỉ có được em được quyền nhìn thôi ạ. Cuộc thương lượng này tới đây là hết rồi. Bạn nữ có muốn có cảm xúc gì với bạn nam nữa không? Dạ, em tặng cho anh cuốn sách vui vẻ không quạo trước cái sự cục xúc của em. Mong anh ngày nào cũng vui vẻ. Vui vẻ không quạo. Nhỏ lấy tiền hết, nhỏ biểu đừng quạo. Trời ơi, nè, nắm tay đi, nắm tay nhau để truyền cảm xúc. Nhỏ bị phong thấp hay gì mà tay ướt nhẹp vậy? Không sao, anh sẽ sửa ấm. Anh sẽ sửa ấm em hả? Xong chưa? Về rồi. Về chỗ. Em, qua đây, qua đây, qua đây. Nắm tay đi cưng. Cứ coi nhỏ có phải bị phong thấp không hay là tại ấn lạnh. Em coi cái luồng điện nó là âm hay dương. Em test giùm. Dạ, âm dương hòa hợp. Cảm nhận vậy đủ chưa? Dạ được rồi chị. Cảm ơn em gái nha. Mời Thảo. Em có chuẩn bị hai món quà cho hai bạn luôn. Em... Cảm ơn. Dạ. Cho hai bạn nắm tay xíu để nắm test. Nắm hai tay hả chị? Cũng được nữa. Đưa tay đây nào. Nhắm mắt lại em ơi, mới định thần được. Coi chừng trái phải nó lộn nhau á. Được chưa em? Rồi em có bị loạn xạ gì không? Em thấy em không có bị bệnh tim nên thành ra mọi thứ bình cảm thường. Cảm nhận mỗi bàn tay khác nhau đúng không? Dạ khác, bên này lạnh bên này nóng. Rồi cảm ơn hai bạn. Thực ra thì món quà này có một câu em muốn tặng cho mọi người, đó là có em là có tất. Có tất, có tất thì có thất tiệt. Bây giờ là đến cái thời khắc quan trọng, cho nên mình phải thật sự có cảm xúc với cái người đó thì mình mới bấm chọn cái người đó. Mình không thích thì mình có quyền không bấm. Mình thích ai mình có quyền bấm. Chúng ta sẽ bắt đầu đến giây phút đưa ra cái quyết định của mình sau 5 giây.
5 4 3 2 1. Chị em thấy mình cũng nhiều ưu điểm á. Dạ. Em biết em đẹp. Thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Để mình tiếp tục cuộc sống này nhé. Áp đặt nó quá nhiều về vấn đề là phát triển bản thân. Nhược điểm lớn nhất của em đó là em rất là nóng tính. Phải cùng nhau có một bữa cơm gia đình. Kế hoạch lớn dành cho một người mình quan trọng á, anh sẽ luôn đúng giờ. Bấm. Có ai bấm không? Có ai quên bấm không? Mày bấm hoài, bấm một cái. Làm em hết hồn. Đêm nay em lại khó ngủ. Cảm xúc nó không truyền tới được. Các bạn không có rung động với nhau thì làm sao mình biết được. Mời hai bạn trai bước lên. Mời hai bạn nữ bước lên. Hôm nay thiếu chút duyên thôi ha. Thế còn em? Dạ cũng không sao ạ. Mặc dù ngay tại đây chúng ta chưa có kết nối được với một cái người gọi là cùng chung một cái suy nghĩ, cùng chung cái quan điểm, cùng chung cái dòng cảm xúc của mình. Biết đâu thì trong một ngày gần đây các bạn cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Chúc cho tất cả vui vẻ và thành công trong công việc nhé. Và bây giờ thì...